Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay sẽ là một cái video khui hàng nha các bạn. Đó, tiếp tục là một cái video khui hàng. Thì mấy hôm trước là mình thấy cũng khá là nhiều bạn kêu mình làm cái video khui hàng á. Thì hôm nay sẵn tiện mình lấy hàng về nè, để lấy thêm một vài cái một ít hàng nữa. Đó, và mình sẽ khui ra review cho các bạn xem nha. Rồi các bạn nào mà cần mua vật dụng hay là thức ăn gì cho hamster á, thì ghé ủng hộ mình nha. Còn hamster thì hiện tại mình không có bán các bạn, tại vì mình không có thời gian mình chăm á, cho nên mình sẽ nghỉ một thời gian dài nha. Và chừng nào mình bán lại mình sẽ thông báo trên YouTube và Fanpage luôn nha. Ok, bây giờ mình tổng cộng là có 5 bao các bạn, 2, 4, 5. Đó, 5 bao rất là to như thế này. Đó, thì những bao này bao gồm mùng cưa nè. Đây là mùng cưa cây nè các bạn. Đó, mùng cưa cây một tí mình sẽ khui ra cho các bạn xem rõ luôn nha. Và đây là mùng cưa nén, ủa mùng cưa thơm, mình nói nhầm. Đây, mùng cưa thơm. Đó, một tí mình sẽ khui ra cho các bạn xem luôn. Và dưới này là hình như là thức ăn các bạn. Đó, thức ăn với lại cái gì đó. Đây, cái bao này khá là to, thức ăn thì kỳ này mình lấy hẳn 100 bịch luôn. Đấy, rất là nhiều thức ăn trộn luôn. Bao này hình như cũng vậy nè các bạn. Đấy. Rồi, cái bao này hình như là cát với lại cái gì nữa đó. Rồi, còn dưới này một thùng nhỏ như thế này. Thùng này chắc đồ chơi hay là gì đó. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra và review kỹ cho các bạn xem luôn nha. Và cuối cùng thì mình cũng đã khui xong 5 cái bao lớn này rồi các bạn. Đây, đã rất là nhiều đồ luôn nha. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ review thức ăn nha. Đây, 100 bịch thức ăn. Đó, thì cái này là thức ăn trộn các bạn, thức ăn hay là các bạn còn gọi là thức ăn ngũ cốc á. Thì một bịch như thế này nó sẽ 500g hay còn gọi là nửa ký đó. Đấy, một bịch như thế là 28.000, giá vẫn 28.000 như cũ nha. Đấy, thì mấy con chuột của nhà mình vẫn cho nó ăn loại thức ăn này nha. Đấy, có nhiều bạn hỏi mấy con chuột mình đó là tại sao mà mấy con chuột mình nó mập rồi đó. Thì mình đều cho nó ăn thức ăn loại này hết. Đó, mình bán cho các bạn thức ăn gì thì mình cho mấy con chuột mình ăn loại đó thôi. Rồi, như đây hình như là 50 mấy, 60 mấy bịch đó các bạn. Đó, bên này còn nữa nha. Đây, bên này thì có một bịch yến mạch nè. Đấy, một bịch yến mạch, hai bịch yến mạch. Hai bịch này nó sẽ rơi vào khoảng 2kg nha các bạn. Và một bịch cốm như thế này. Một bịch cốm bắp. Rồi, và đây là thức ăn trộn nè. Đấy, nguyên một bao này với bao bên kia nữa thì nó mới đủ 100 bịch nha các bạn. Còn đây là mùng cưa thơm. Đây, mình sẽ lấy của mình mùng cưa thơm cho các bạn xem. Mùng cưa thơm này kia này mình về khá là nhiều á. Đây, một bịch như thế là nửa ký. Đó, một bịch như thế nửa ký là hình như là 17.000 nha. Một bịch 17.000. Đấy, mùng cưa thơm thì nói chung á là các bạn nào mà dị ứng với cái mùi nước tiểu của mấy con chuột á thì các bạn nên thử xài loại này. Đấy, thì nó có ốp thêm cái mùi thơm. Đây, một bao rất là nhiều luôn. Bên trong này có một bao lớn rồi nè. Đấy, một bao mùng cưa. Rồi, và bên này là sẽ là mùng cưa nén nha các bạn. Thì cái bao này á, là nó rơi vào khoảng là 25kg nha các bạn. 25kg mùng cưa nén hay còn gọi là mùng cưa cây á. Thì cái loại này á, là nó sẽ không có mùi thơm nha. Nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn mùng cưa thơm khá là một vài ngàn gì đó. Rồi, đó. Thì mùng cưa này á, thì các bạn nào mà muốn tiết kiệm hoặc là xài những loại lót chuồng mà tốt á, thì mình thấy có nhiều bạn hỏi mình á, là xài cái loại lót chuồng nào tốt mà tiết kiệm, thì mình khuyên các bạn là nên mua mùng cưa nén nha. Đây, mùng cưa nén như thế này. Thì một cây như thế thì hiện tại là 25.000 nha. 25.000 một ký là một cây như thế luôn á. Rồi, ok. Rồi, đây là tất cả 4 bao. Đấy, bao gồm thức ăn nè, mùng cưa. Rồi, dưới này thì có vài bịch thức ăn dặm nè. Thì một tí nữa mình sẽ gọi là phân ra những bịch nhỏ mà bán cho các bạn nha. Rồi, đây yến mạch đồ, yến mạch lá nha các bạn. Rồi, và mình mới khui cái thùng xong nha các bạn. Đây là cái thùng thức ăn với lại một số món đồ chơi mới. Đây, về trong kỳ đợt hàng kỳ này luôn. Thì mới vào thì các bạn thấy nè, đây có hai bịch sâu nhỏ cho các bạn. Hai bịch sâu thì người ta đã rang sẵn rồi. Đó, một bịch như thế thì nó khoảng là nửa ký các bạn. Đây, sâu rất là đẹp luôn nha. Rồi, thì các bạn cho nó ăn những cái con sâu như vậy á, thì các bạn để cho nó ăn một lượng vừa phải thôi. Và nó ăn hết thì các bạn hãy để vào thêm, chứ các bạn đừng để dư nha. Thì sâu thì kiến nó rất là dễ lên luôn. Các bạn mà để dư là kiến nó lên nó cắn mấy con chuột của các bạn á. Và ở trong này thì sẽ có banh nha các bạn. Đây, ten banh nha. Đó, banh này thì mình cũng làm một cái video review rồi đúng không? Đó. Rồi, đây là có một quả màu hồng nè. Rồi, đây là những cái chân nha các bạn. Cái chân để mà gáp lại. Thì banh này là banh 2 trong 1, các bạn vừa có thể làm trái banh rồi và vừa có thể làm một chiếc queo có chân luôn nè. Đấy, nó có một cái cặp chân luôn. Đây là những cái trụ để mà ráp hai cái chân lại với nhau. Ok. Rồi, và trong này thì đây là những quả banh màu xanh, xanh này xanh biển nè. Đây, màu hồng. Màu hồng thì cho những bạn nam là nam tính nha. Đó, màu trắng nữa nè. Đây, màu trắng này thì nói chung bạn nào thích màu trắng thì lấy màu trắng thôi. Màu xanh lá nè.
Thì tất cả những bộ banh này thì nó được làm bằng mica nha các bạn, mica trong nha. Và nó sẽ, các bạn đều có thể thấy những con chuột của bạn ở bên trong nó làm gì luôn. Đó. Rồi, mình lấy ra hết cái banh này nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong và lấy một cái banh làm mẫu cho các bạn xem nha. Đây là một cái banh mẫu của mình nè các bạn. Đó, khi mà các bạn gáp xong, sẽ gáp những cái banh nó xong thì nó sẽ ra cái hình như thế này. Thì cái banh này hôm trước mình đã có làm một cái video review riêng về cái banh này cho các bạn xem rồi. Thì cái banh này các bạn có thể tháo ra như thế này. Tháo ra như thế này. Và ở đây nó có một cái nắp nè các bạn. Các bạn chỉ cần nhẹ nhẹ thôi, ngược chiều kim đồng hồ nha, thì nó sẽ bung cái nắp này ra. Và các bạn để cái con chuột của bạn vào trong đây, rồi cho nó chơi. Rồi thí dụ như các bạn đang vệ sinh chuồng hay gì đó thì các bạn đều có để nó trong đây cho nó chơi một tí. Các bạn vệ sinh xong các bạn lấy nó ra. Ở chỗ này thì nó sẽ thiết kế rất là nhiều cái lỗ thông hơi nha các bạn. Đó, cho nên là các bạn để nó vào đây và không sợ nó bị ngập nha. Ok, qua bên này thì là bình nước nha các bạn. Bình nước thì kỳ này mình về là bình nước chân không với lại bình nước bi nha. Đây, hai cái bình nước mà nói chung là các bạn khá là yêu thích luôn. Bình nước chân không thì giá hiện tại là 18 hay là 19 ngàn gì đó một bình nha. Còn bình nước bi này thì 27 ngàn bình nè. Đấy, bình nước này là bình nước loại tốt nha các bạn. Mình lấy loại tốt luôn, cái loại mà không có rỉ nước á. Nếu như mà rỉ nước thì mình sẵn sàng đổi cái bình nước mới cho các bạn luôn. Đây, bình nước loại tốt, nó không có bị rỉ nước. Đây, mình lấy một cái cho các bạn xem nha. Đối với cái bình bi loại tốt này á, thì theo mình thấy nha, đây cái dòng chữ nó ghi á, thì mình thấy là nó rất là đẹp luôn. Và nó không có bị lem như là những cái bình dởm nha các bạn. Những cái bình dởm thì những cái chữ này nó làm dạng như là thô sơ thôi, và nó sẽ bị lem rất là nhiều. Còn đây là cái đầu bi nè, đây cái đầu bi thì nó làm rất là đẹp luôn. Đó, rất là thẩm mỹ luôn. Chứ không phải là như mấy cái bình nước mà loại dởm, nó làm nó bị mẻ tùm lum hết các bạn, và dẫn đến cái hiện tượng là rỉ nước đó. Rồi, đây là cái bình nước. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp này ra cho các bạn xem bên trong nó có gì nữa nha. Và bên trong cái bình nước thì nó sẽ tặng thêm cho các bạn một cái dây chì như thế này. Cái dây chì này là để cho những bạn nào mà xài hồ kính hoặc là hồ mica thì các bạn có thể móc cái bình nước này vào trong cái thành hòm nha. Rồi, đây. Còn bên trong thì nó chỉ tặng một cái dây chì như thế thôi. Đây là cái nắp bên trong nè, thì rất là đẹp luôn nha. Ok, rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy một bộ ra cho các bạn xem nha. Thì cái bình nước này nó sẽ có 4 ngà màu nha các bạn. Màu xanh nè, màu xanh biển, màu xanh lá, màu hồng, với lại màu vàng. Đây. Rồi, và đây là 4 màu của bình nước bi nha các bạn. Đây, một bịch như thế nó sẽ có 4 màu, màu vàng, màu hồng, màu xanh biển, màu xanh lá. Những bạn nam thì theo mình nghĩ là các bạn có thể lấy màu hồng á. Bạn nam nam tính thì có thể lấy màu hồng. Rồi, và đây là bình nước chân không nha các bạn. Bình nước chân không thì nói chung giá nó rất là rẻ các bạn, có mười mấy ngàn một cái bình như thế thôi. Nhưng mà cái độ bền của nó khá là thấp, tại vì nếu như mà các bạn làm rớt á, thì chắc chắn là nó sẽ bị gãy cái đầu. Ở một tí mình sẽ gọi là tháo cái bình này ra rồi mình sẽ gọi là cho các bạn xem cái đầu như thế nào nha. Rồi, và đối với cái bình chân không này á, thì nó sẽ có một cục ron và một cái đầu ống như thế này. Cái đầu này thì nó có tác dụng để giữ nước này nha. Và cái đầu này nó sẽ là làm bằng thủy tinh các bạn. Và nói chung là các bạn chỉ cần làm gớt khoảng đâu đó là 50cm thôi là chắc chắn nó sẽ bị bể nha. Để cái đầu này thì cái ống nó bằng thủy tinh và mình thấy nó khá là mỏng nữa. Vì thế mà các bạn làm gớt thì nó sẽ bị gãy. Bị gãy thì các bạn chắc chắn là mua cái mình mới luôn rồi. Đó. Còn đây là cái móc để mà các bạn có thể kẹp vào cái thanh lồng sắt nha. Rồi, thì cái bình này nói chung là nó chứa nước khá là ít á. Thì thế là các bạn muốn chứa nước nhiều thì các bạn nên mua bình bi. Bình bi thì nó sẽ rẻ hơn. Còn cái bình này thì nó gọi là chứa nước rất là ít. Các bạn có thể nuôi một bé thôi. Còn nếu như hai bé thì các bạn chịu khó là thay nước nha. Để thay nước thường xuyên nha. Thì thôi hết nước mấy con chuột nó chết khác á. Ok. Rồi, và nói chung thì kỳ này mình thấy hai loại bình nước này về khá là nhiều các bạn. Đây, bình nước chân không và bình nước bi nha. Đó, bình nước chân không thì nói chung là cũng có mấy cái vòng các bạn. Cái vòng thì nó có màu thôi. Còn cái bình thì nó chỉ màu trắng thôi các bạn. Rồi, và nói chung thì những bạn nào mà muốn gọi là xài độ bền cao nè. Đó, mua một cái bình thì có thể xài mấy năm luôn. Đó, thì các bạn nên mua là cái bình bi nha. Để với lại chứa rất nhiều rồi đó thì các bạn nên mua bình bi. Thì nó sẽ xài rất là lâu. Còn những bạn nào mà muốn tiết kiệm thì các bạn có thể là mua bình chân không nha. Bình chân không thì nói chung là nó chứa nước rất là ít luôn. Các bạn chỉ cần xài kỹ thôi là được à. Rồi, ok. Rồi, đợt hàng kia này thì nó sẽ có bao nhiêu đây nha. À, và còn một thùng hàng nữa, một thùng lồng nữa hay gì đó. Thì ngày mai cái thùng nó về thì mình sẽ khui ra và review và ghép vào cái video này cho các bạn xem luôn nha. Và mình đã lấy luôn cái thùng hàng cuối cùng trong đợt hàng kỳ này luôn nha các bạn. Đây, một thùng hàng rất khá là to luôn. Đây, cái tay của mình nó còn bé hơn cái thùng hàng rất là nhiều luôn các bạn. Thì cái thùng này bao gồm lồng với lại một số món đồ chơi mới nha các bạn.
Thì bây giờ mình không nói nhiều, mình sẽ khui ra và review cho các bạn xem luôn nha. Tên 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 tên, đây là cái thùng hàng cuối cùng trong đợt hàng này. Đây một thùng hàng mà mình thấy là khá là nhiều màu sắc trong cái thùng này luôn các bạn. Đây, mới vào thì các bạn thấy đó, đây là rất là nhiều cái đế bình nước luôn nha. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp nhỏ ra xem bên trong có cái gì các bạn. Đây là một bịch phô mai, hay còn gọi là thức ăn dặm cho hamster luôn nha. Phô mai này thì dạng giọt nước như thế này, dạng viên nhỏ nhỏ như thế này, chứ không phải là phô mai dạng hình vuông kia. Thì cái này mình lấy loại này nha, để các bạn có thể ủng hộ loại này cho mình cũng được. Thì mình sẽ phân ra một bịch 10.000 để bán cho các bạn nha. Ok, rồi. Vô trong này thì nó sẽ có những cái bình, những cái đế bình nước mà nói nhầm. Đây, những cái đế bình nước như thế này. Thì những cái đế này rất thích hợp những bạn nào mà nuôi hamster bằng chuồng Mika hoặc chuồng kính đâu đó. Thì nó sẽ không có cái chỗ mà để móc cái bình nước vào. Thì các bạn có thể mua cái đế này và để cái bình nước của bạn vào nha. Thì nó có rất là nhiều màu luôn. Và cái đế thì nó cũng rất là rẻ thôi, các bạn có thể mua về và cho nó xài. Và nếu như mà mấy con chuột nó có cắn thì các bạn có thể dễ dàng mua cái bình, mua cái đế mới để mà thay cho nó nha. Rồi, và tiếp theo trong cái đợt hàng kỳ này đó chính là một món đồ chơi mới các bạn. Đây là một cái nhà lỗ như thế này, hay còn gọi là nhà tổ ong gì đó. Đây, một cái nhà nó có rất là nhiều lỗ như thế này thì các bạn có thể làm một cái món đồ chơi cho mấy con chuột nó chui vào chui ra nha. Đây là cái tem chống hàng giả vậy nè đó. Rồi, cái nhà này thì mình thấy khá là to các bạn. Đấy, các bạn có thể lấy cái bàn tay mình để so sánh. Khá là to, vì thế là mình nghĩ là con bia nó xài được luôn đó. Rồi, thì cái nhà này nó làm bằng sứ nha các bạn. Vì thế là các bạn có thể cho nó ở vào những cái ngày nào nóng á, thì nó có thể chui vào đây cho nó mát. Thì bằng sứ thì nó sẽ gọi là mát hơn những cái nhà bằng gỗ nha. Đó, rồi, mình về như vài cái thôi à. Còn đây là cái lồng nấm nha các bạn. Lồng nấm màu xanh nè, để mình về thêm lồng nấm thôi à. Đây, lồng nấm màu hồng nè. Đó, bạn nam nào thích màu hồng thì inbox mua liền nha. Đấy, một cái màu hồng luôn. Rồi, đây là những cái thanh sắt, cái thanh lồng để mà ráp lại thành một cái lồng nha. Rồi, và nãy giờ các bạn thấy với cái hộp nhỏ nhỏ này, các bạn cũng thắc mắc bên trong này thì nó sẽ có những cái gì đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ khui ra một hộp cho các bạn xem luôn nha. Thì đây là cái nhà heo các bạn, nhà heo bằng sứ á. Đây, một cái nhà heo. Đây là một cái nhà heo hay còn gọi là nhà lợn á. Đó, hay là nhà hợi gì đó là đều nói hết luôn. Rồi, cái nhà này bằng sứ nha, để màu sơn rất là đẹp luôn, cả bên trong và bên ngoài luôn nha các bạn. Thì cái này bằng sứ mà, cho nên là mình nghĩ là mấy con chuột nó sẽ nằm lên và nó sẽ khá là mát các bạn. Đấy, các bạn có thể mua cho mấy con chuột nằm vào những ngày nóng nha. Ở đây màu vàng nè, bên này thì nó sẽ có một cái màu xanh lá nữa. Đấy, rất là nhiều màu luôn nha. Rồi, còn cái hộp này là màu xanh biển nha các bạn, màu xanh biển. Còn trong này có màu hồng nữa các bạn. Đây, kỳ này về sao mình thấy khá là nhiều màu hồng các bạn. Đây là màu hồng gọi là hồng lợt thôi nha. Đó, màu hồng lợt thôi chứ không phải là hồng đậm nha. Đây, một cái màu hồng. Đó, một cái màu hồng lợt thôi. Đấy, rất là cute luôn. Thì những cái nhà này thì nó sẽ dành cho những cái con chuột Winter White, Robo, rồi là Campbell. Đó, WW rồi đó. Thì những cái con bia thì nó xài không được nha. Những con bia thì mua những cái nhà bằng sứ lỗ như thế này, hoặc là những cái nhà gỗ, nhà nhím rồi đó, thì mình đều có size cho bia hết. Cả well đồ mình đều có size cho bia hết luôn nha. Rồi, và ở trong này thì mình còn mấy cái lồng nấm màu nâu nè, màu cam nè. Đấy, còn như đó thôi. Rồi, và cái thùng này cũng hết rồi các bạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ quay sơ cái shop mình nha. Thì hôm qua giờ mình đã sắp hàng rất là nhiều rồi nè. Đây, đó, nhà gấu, nhà sứ, rồi đồ chơi, đồ các thứ kiểu banh đồ ha. Đó, rất là nhiều đồ chơi luôn. À, bên này thì nhà tắm nè. Đó, nhà tắm rất là nhiều mẫu luôn nha. Rồi, dưới này thì sẽ có well. Đây, well thì mình sẽ có well loại nhỏ nè, well loại lớn nè, well loại nhỏ nè. Rồi banh chạy nè. Đấy, rất là nhiều màu luôn. Rồi, trong này là thức ăn dặm nha các bạn. Thức ăn dặm thì có đủ loại luôn, cá sợi, cua sợi là hai cái loại thức ăn mới nè. Rồi, dưới này thì sẽ có sâu và hướng dương. Sâu, hướng dương, bên trong này là kẹo, kẹo trái cây. Đấy, tất cả đều là 10.000 một bịch nha các bạn. Rồi, ở trong này thì có bình nước là bi loại lớn nha các bạn. Bạn nào mà nuôi chó mèo hoặc là nuôi thỏ hoặc là nuôi sóc rồi đó thì các bạn có thể mua loại đó. Trên này là lồng. Đấy, rất là nhiều mẫu lồng luôn. Lồng chung, lồng lớn đều có hết, lồng mini đều có luôn. Rồi, và dưới này là thức ăn nha. Thức ăn thì mình đã sắp ở bên kệ này rồi. Còn đây là cát sang. Cát sang thì mình có màu xanh nè, màu xanh lá, màu trắng. Đây cát tắm. Cái tắm thì có rất là nhiều mùi luôn nha. Mùi hoa hồng, rồi mùi matcha, rồi cái gì nữa đó, rất là nhiều luôn. Rồi, nhà sứ khủng long, mùi cưa nén. Đây, sắp đầy trên kệ của mình luôn rồi.
bên trong này thì mùi cưa thơm nha. Rồi ok. Thì nói chung thì cái shop của mình thì mình đã sắp đầy ngày hôm qua rồi. Hôm nay mình lấy thêm một cái thùng này về để review cho các bạn xem luôn. Rồi và các bạn nào cần mua hàng thì có thể inbox vào fanpage, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả nha. Các bạn mua hàng để ủng hộ mình để có thêm chi phí làm video cho các bạn xem nha. Và nói chung video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.